Minasan, konnichiwa. Nhật ngữ Hoa Sen xin kính chào toàn thể quý bạn và các vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến một ngữ pháp vô cùng thú vị. Tôi tin rằng tất cả chúng ta ở đây đều có một tutor cực kỳ dữ dội. Nào là fan lo, nào là tấm song, nào là bản bi. Vậy làm thế nào để mình thể hiện là tôi đã từng làm một hành động trong quá khứ? Chúng ta cùng đến với ví dụ sau đây. Kodomo no koro, mirama de asanda koto ga arimasu. Hồi nhỏ tôi đã từng bắn bi. Với ngữ pháp beta cộng koto ga arimasu, ý nghĩa đã từng làm hành động về, mẫu câu diễn tả về kinh nghiệm đã từng hoặc chưa từng làm hành động gì đó. Trong trường hợp chưa từng làm, arimasu sẽ chuyển về arimasen. Đây là một bộ phim gắn liền với tuổi thơ của biết bao nhiêu bạn trẻ. Doraemon no mita koto ga arimasu. Động từ mimasu, xem, chuyển về quá khứ thành mita cộng koto ga arimasu, thể hiện ngày xưa tôi đã từng xem bộ phim Doraemon. Đây là Nhật Bản. Nihon e itta koto ga arimasen. Tôi chưa từng đi Nhật Bản. Và đây là một thức uống được rất nhiều bạn trẻ hiện nay ưa thích. Tapioca o nonda koto ga arimasu ka? Kotai wa komento shite kudasai. Bạn đã từng uống trà sữa trân châu chưa? Hãy để lại đáp án của mình dưới dòng comment nhé. Saigo made mite arigatou gozaimashita. Chào nè.